Đã nhiều năm nay, Tổng Công ty Thương mại Hà Nội Hapro thường xuyên tổ chức điểm bán hàng Việt theo mô hình chợ Tết, phục vụ nhân dân huyện Ứng Hòa, Hà Nội. Với chủ đề Mang Xuân đến mọi nhà, nhiều sản phẩm truyền thống phục vụ Tết cổ truyền dân tộc như bánh chưng, giò chả các loại, bánh mứt kẹo đã được mang đến phục vụ nhân dân huyện ngoại thành Hà Nội. Đặc biệt, nhân dịp Tết cổ truyền Canh Tí 2020, Hapro giới thiệu tới người dân tiêu dùng thủ đô 3 thương hiệu gạo đặc biệt của chi nhánh Tổng Công ty tại Đồng Tháp, gạo Nàng Mây, Đài Thơm và Đồng Vàng đặc biệt. Hiện các sản phẩm đã được phân phối tại các cửa hàng chuyên doanh gạo Đồng Tháp mang thương hiệu Hapro tại Hà Nội và trên toàn bộ hệ thống siêu thị Fujimart, Hapromart, Hapro Food, Sekamart, Intimex, Bixi. Hoạt động kinh doanh phục vụ Tết cổ truyền còn được Tổng Công ty triển khai trên hệ thống bán lẻ cố định tại các siêu thị, cửa hàng tiện ích Hapromart, cửa hàng kinh doanh dịch vụ ăn uống, giải khát trực thuộc, đồng thời tổ chức bán hàng phục vụ nhân dân tại 40 điểm bán hàng Tết, tổ chức các chuyến bán hàng lưu động.